Ông nội em sinh ra là người con thứ 8 trong gia đình họ Nguyễn, nhưng chớ trêu thay, ông lại mang trong mình dòng máu họ Trần. Bà cố, tức mẹ ông nội, đi nuôi chị ruột của bà đẻ thì bị ông anh chồng, tức chồng của bà chị đang đẻ đó, cưỡng đoạt và có thai. Sau đó bà về sinh ra ông nội thì bị chồng bà và dòng họ phát hiện đã không chấp nhận ông em. Và phía bên tộc Trần kia cũng không chấp nhận. Bà sinh được vài tháng cũng lâm bệnh mà chết. Thấy vậy nên bên gia đình họ Nguyễn cũng không nỡ bỏ ông đi mà vẫn giữ nuôi. Ông nội em từ nhỏ đã bị gia đình ghẻ lạnh, hắt hủi. Tự biết nguồn gốc và thân phận mình nên 10 tuổi ông chỉ xin cho mình được phép mang họ Nguyễn để báo đáp công nuôi dưỡng và đi ở cho một nhà giàu khác trong vùng. Tại đây ông được truyền cho nghề thuốc nam. Ông và bà nội lấy nhau sau đó sinh được 9 người con như đã nói ở trên. Lúc cô 10 được vài tháng sau sinh thì ông quyết định lên núi khai khẩn đất hoang làm nhà ở và kiếm ít đất làm ruộng vì bấy giờ nghèo quá không thể làm nghề thuốc được. Em không biết rõ đây là vùng nào, nghe ba em nói hình như chỉ xác định là vùng Hòa Khánh, Đà Nẵng bấy giờ. Ông em lên đó làm nhà ở tầm một tháng thì bắt đầu có biến cố, đêm ngủ thì như có ai cào vào vách nhà rột rột. Thời đó thắp đèn, hiêu hắt, mà bà nội thì hay thấy bóng đen to như con trâu cứ húc rầm rầm vào vách nhà. Có hôm nó còn vào tận trong nhà sau lượn lờ. Bà nội em rất sợ, nhưng ông em phiêu bạt từ nhỏ và tính ông gan lì. Có thể nói là rất cố chấp, nên bất kể nó là gì cũng không chịu nghe. Có hôm trạng vạng tối, nghe vách nhà như có ai đập rầm rầm, ông cầm dựa phi ra thì thấy bóng đen thùi lùi, nó quay lại nhìn một lát rồi bỏ đi. Ông cầm dựa vừa chạy đuổi theo vừa chửi rồi nó mất hút. Cứ như thế cứ vài hôm nó lại đến một lần. Có một đêm ông nằm ngủ thấy có người đến, không nhìn rõ hình hài, chỉ nghe nó nói rõ: đất này là đất của quỷ, muốn sống thì lo dọn đi nơi khác, đừng cố chấp mà mang họa. Ông tỉnh dậy thì nghe như có ai ném đất vào nhà mình, nhiều đến mức rào rào không ngớt. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, mặc kệ bóng đen, mặc kệ bị phá, ông vẫn không chịu dọn đi. Cho đến một hôm, tầm nửa tháng sau, bà nội em đi từ nhà trên xuống bếp thì guốc bà dẫm phải cái gì đó, nghe vỡ cái rốp, rồi thấy trơn thuốc nhầy nhầy. Bà dọi đèn xem thì hoảng hồn, nó là một con trăn. Cái bà vừa dẫm là cái đầu của nó. Bà sợ quá nên lên hẳn nhà trên, ngồi đợi ông về. Ông về biết chuyện nhưng vẫn cứ bảo là không sao. Lúc đó nhà chia làm ba gian. Trước làm phòng khách đặt một tấm phản cho ông nội, ba em và chú Tám ngủ ở đó. Gian giữa có bác Hai, bác Ba, bác Tư ngủ. Sân bếp một phản cho bà nội, cô Sáu, cô Mười và chú Chín. Đêm đó, ba em kể là lúc đó tầm hơn 10 giờ tối, chú Tám hay ngủ cùng kém ba vài tuổi. Đêm đó là một đêm mùa đông, trời rất lạnh. Đang ngủ thì nhà bốc cháy ở ngay gian giữa. Lúc lửa cháy sáng, ông em hoảng quá lao xuống cứu ba bác đang ngủ và bà nội ở sau nhà, nhưng lại quên gọi ba em và chú dậy. Lúc đưa được các bác và cô cùng bà nội ra ngoài an toàn thì lửa đã lan lên cháy cả nhà trên. Nhà rơm lợp lá ngày xưa cháy rất nhanh. Người ta cũng đến nhưng xa quá và lửa cháy to nên bất lực đứng nhìn dù biết ba em và chú còn ở trong đó. Ba và chú lúc này ngủ lại có lửa nên càng ấm nên ngủ ngon hơn. Lúc ba có cảm giác nóng thì tỉnh dậy thấy xung quanh lửa bao phủ hết rồi, liền gọi chú dậy. Hai anh em chui xuống tấm phản đang ngủ để tránh tàn lửa rơi từ mái nhà xuống. Ba em bảo chú bỏ theo ba vì lúc lửa cháy ở ngoài người ta chống được nham nhở cái cửa cót lên, chừa ra một lỗ nhỏ có thể chui qua. Thế là hai anh em bò ra đến gần cửa thì càng bò nhanh nên ba em bỏ chú một khoảng tầm nửa mét. Khi ba bò ra được khỏi cái cửa thì tấm phên cửa đứt dây lạc do cháy rơi xuống, chắn ngang chú lại. Mọi người thấy thế chỉ kịp lôi ba ra.
Lúc đó ba hoàn toàn bỏng nặng, chỉ kịp nghe tiếng chú khóc ré lên rồi ngất lịm. Người ta sau này hay trách ba em sao không cho chú bỏ ra trước. Ba nói lúc đó hoảng quá chỉ bảo chú em bò theo. Mà có khi nếu cho chú bỏ trước, chắc bà em cũng bị thiêu cháy trong cái nhà đó cùng với chú luôn rồi. Sau khi nhà cháy, ông nội cũng đoạn tuyệt gì đó cho chú theo kiểu chết bắt đắc kỳ tử 7 ngày liền và quyết định dọn đi về sâu dưới này, cũng là nhà nội bây giờ, ở Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Tại đây ông làm ruộng được một thời gian thì chuyển sang làm thuốc nam. Cuộc sống tạm ổn với đất đai vài chục mẫu, nhà ngói ba gian, sân gạch. Ông nội cưới vợ cho con, bác hai lấy một bà vợ và làm nghề mộc, sinh được một ông cháu đích tôn. Đến khoảng 40 tuổi thì ông bác này chết vì ung thư. Nhưng nhà này thì không có gì về tâm linh đáng nói cả. Bác ba thì lấy bà vợ, con của một ông thầy phù thủy, sinh được ba con trai. Sẽ có một chương nói riêng về nhà này. Bác Tư, cô Sáu, chú Chín, cô Mười thì như đã trình bày ở trên phần sơ lược. Mỗi nhà sẽ có từ 1 đến 2 chương. Riêng nhà em 3 đến 4 chương vì em có mặt trong tất cả các chuyện xảy ra tại nhà mình nên có nhiều chuyện để kể. Còn lại là một số chương về ngoại chuyện, về những thứ khác, về thế giới tâm linh xung quanh dòng họ em. Chuyện kể theo dòng thời gian từ xưa đến nay. Chương 2: Tự thiêu vì ghen. Bác Tư. Bác Tư em ngày xưa từng nổi tiếng về bản tính liều lĩnh. Lúc còn là thanh niên chưa vợ thì phải nói người ta xếp bác em vào thể loại đâm thuê chén mướn. Mặc dù ông nội làm nghề thuốc, bác hai và bác ba làm nghề mộc, nhưng riêng ông bác này tính khó bảo, hùng hằng dữ tợn, hễ ai kêu đâu làm đó và liều mạng vô cùng. Nhưng ông nội em cũng cố cưới cho bác được một cô vợ. Em tạm xưng là bác C. Bác C vốn rất chăm chỉ. Bác Xê sáng dậy sớm bán bánh mì, xong về làm đồng áng, việc nhà và phơi thuốc giúp bà nội. Hai bác có được hai đứa con thì biến cố xảy ra. Bác Xê nhặt được vàng hời. Ở đây chắc đa số các thím biết vàng hời là gì rồi, nhưng em xin nói sơ một số thím chưa biết. Vàng hời là loại vàng ta, vàng ngày xưa, được người chiêm thành. Cái này là ba em nói nên không biết ghi như thế nào cho đúng. Người chiêm thành tức là người Champa hồi xưa. Họ dùng vàng nguyên chất đúc thành vô số những vật dụng hàng ngày. Lớn có, nhỏ có, nhiều hình dạng từ cái chén ăn cơm tới tượng Phật, con chó, con gà, v.v. Hiện tại theo lời các cụ già thì ở Đà Nẵng có một hầm vàng hời, toàn là tượng Phật rất to do một gia đình người chiêm thành rất tín ngưỡng đạo Phật đúc và chôn ở một cái chùa. Bây giờ là cái đình làng thuộc địa phận Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng. Nghe bảo hồi năm 2000, chính quyền ở đây có cho xe tới đào, nhưng đào hoài không thấy, hoặc đến một độ sâu nhất định thì xe đào máy móc, đứng máy, hoặc mưa to gió lớn không thể tiếp tục. Dân ở đây thấy vậy nên không cho đào nữa vì đình làng là nơi linh thiêng. Rồi chôn nó trong hầm cùng với một cô gái đồng trinh để giữ của. Loại vàng này là vàng ma nên có khả năng duy chuyển. Hễ thấy tuổi ai hợp với người được chôn cùng là cho người đó thấy rồi bỏ chạy, muốn bắt nó phải lấy cái quần đã mặc rồi mà chụp lấy. Người nhặt vàng này không bao giờ sống được để hưởng, mà chỉ con cái cháu chắt người đó hưởng thôi. Ba em nói câu của hơi là họa, người thấy phúc cho con cháu gì đấy. Em không nhớ rõ, nhưng nghiệm lại thấy cũng đúng thật, vì bác em nhặt vàng đó xong cũng không hưởng được. Một ông trong vùng cũng nhặt được nguyên một buồng cau vàng, sau đó chết bất ngờ để lại cho con cháu. Và một đêm nọ, bác em như thường lệ thức dậy sớm tầm 3 giờ sáng để đi lấy bánh mì, thì thấy có vật gì đó phát sáng và lăn lông lốc trên nền nhà. Bác đã về làm dâu nhà nội em lâu nên có nghe qua bà nội kể về chuyện này nên vớ ngay cái quần chụp lấy. Cầm chắc trên tay, soi ánh đèn vào thì thấy đó là một quả trứng to hơn trứng vịt mà bằng vàng. Nghe bà em kể, sau đó bác Xê đem đi bán thì được rất nhiều tiền. Căn nhà tạm bợ bằng vách lá, không có chỗ để cất nên bỏ vào bao cát. Bao may bằng vải gì đấy màu xanh như xanh bộ đội cắt ra
rửa chén sướng lắm. Rồi về ngoài chuồng trâu phủ rơm lên. Từ ngày nhặt được của hơi, xây được ngôi nhà gạch, cứ tưởng cuộc sống sung túc, ai ngờ ông bác Tư lại càng sa đọa hơn. Rượu chè, cờ bạc, gái gú làm bác Xê buồn phiền. Tiền cũng thế vơi đi nhanh. Thêm đó, sau hôm nhặt được vàng không lâu, bác Xê lúc ngủ thấy trong nhà như có hàng trăm người đang lùng sục đi lại nhìn ngó ba mẹ con bác. Bác Xê rất sợ, cả đêm ôm con cứng ngắt, không dám mở mắt. Nhưng bác Tư thì đi mãi không đêm nào về. Đêm đó bà nội biết vậy nên qua nhà bác ngủ. Đang ngủ bà nội cũng nghe được tiếng đi lại lục lọi, rồi cả tiếng nói rì rầm, tiếng khóc. Bà nội thức dậy lên nhà trên thì thấy trên tường là loang lổ vết dấu tay in trên tường bằng máu rất ghê rợn. Bà sợ quá leo lại lên giường cùng ba mẹ con bác Xê, tay cầm con dao để sẵn đầu giường, thức trắng đêm đó. Sáng ra bà nội về nói chuyện này với ông nội thì ông nội vô cùng lo lắng. Hai ông bà định tối sẽ lên nhà ông Hát thông gia. Ông này là thầy phù thủy, bố vợ của bác Ba, để nhờ xem giúp. Nhưng việc chẳng ai ngờ, chạng vạng chiều hôm đó, bác Tư em về. Sau một hồi to tiếng thì bác Xê lao ra sân, tay cầm chai xăng đã chuẩn bị từ trước, tưới khắp người, dọa tự thiêu sống. Bác Tư vẫn điềm tĩnh, nghĩ bác Xê sẽ không làm, vì người thương con như bác sẽ không bao giờ có ý định đó. Lúc bấy giờ thì nhà ông nội, bác Hai, Ba, Tư và chú Chín đều có vợ và ở cách đấy không xa, trong đất nhà nội em hết. Mỗi nhà cách vài chục mét, chỉ có ba em là ở cách tầm chục km. Sau khi tưới xăng khắp người, chỉ vài ba giây sau, bác Xê châm lửa và toàn thân bốc cháy. Lúc nãy giờ, y như không phải chính bác làm vậy. Lửa bùng cháy thì bác choàng tỉnh, hét lên kêu cứu. Nhưng khi cả nhà nội em chạy đến, thì bác đã bỏng quá nặng, đưa đi bệnh viện cũng không qua khỏi. Sau ngày bác chết đi, bác Tư em bỏ đi tầm vài năm rồi dẫn vợ mới về sống. Ba đứa con bác Xê được chú thím Chín và nhà nội em đùm bọc nuôi, và từ đó có mối thù cha sâu sắc. Lại nói về bác Xê, sau khi chết, bác vẫn không nguôi nuối tiếc trần thế, nên sau khi chôn cất xong, căn nhà bác Tư đóng kín không người ở. Hàng đêm bà nội vẫn nghe tiếng bác về khóc đòi mang con theo. Rồi lo bánh mì, lúc trước bỏ mối cho bác đi bán, thì cứ tầm 2-3 giờ đêm lại nghe tiếng bác đập cửa bảo lấy bánh mì đi bán. Người ta sợ quá không dám mở cửa. Những chuyện đó qua làm tuần 49 ngày cho bác thì dần biến mất. Chương 3. Cưới dâu. Bác Ba. Bác Ba em hiện tại vẫn còn đang sống, lúc trước làm nghề mộc như bác Hai. Cưới một cô vợ trong vùng là bác Ba gái của em bây giờ và sinh được 3 người con trai. Bác Ba gái này là con gái thứ 9 của một thầy phù thủy có tiếng trong vùng. Tạm nói sơ qua về ông thầy phù thủy này. Từ nay em sẽ gọi là ông thầy Hát nhé. Ông này lúc em còn nhỏ hay lên nhà em trấn yểm các kiểu. Ba em không ở chung đất với ông bà nội như các bác, bởi vì các bác và bà nội em cho rằng ba em chỉ sinh được 3 đứa con gái, sau này không hương khói được cho dòng họ nên không được hưởng. Bởi thế, năm 18 tuổi ba em đi làm công nhân. Sau vì đất đai nhà ở mà ba không theo nghề thuốc của ông mà làm công nhân luôn. Cũng chính vì thế mà ba mới gặp và kết hôn với mẹ em, được cấp cho một căn nhà tập thể. Sau đó thăng tiến một tí rồi được cấp một mảnh đất gần núi hơn 250 m² để xây nhà. Ở đây còn gần một cái nghĩa địa lớn nữa nên có vô số chuyện tởm, nói chẳng ai tin. Ba em ở cách nhà nội vài km, không quá xa cũng không quá gần. Tạm nói sơ thế thôi, khi nào đến chat về nhà em sẽ mô tả chi tiết. Ông Hát này là thầy phù thủy phái Nam Tông, theo nghề theo kiểu cha truyền con nối. Người cao to, giờ hơn 70 tuổi, vẫn cao hơn 1m7, khuôn mặt nghiêm nghị. Lúc bấy giờ em nhìn ông này, em sợ lắm, nên không dám tiếp xúc. Lúc ông lên trấn yểm nhà em, ông còn trẻ tóc, chưa bạc. Hay mặc bộ pyjama, hay kiểu tàu, đi xe đạp, giọng nói oang oang, làm con nít rất sợ. Lúc làm lễ cúng trấn yểm, ông mặc một cái áo như các đạo sĩ ngày xưa, màu vàng sau lưng, có thêu hình gì thì lúc đó em bé quá, sợ nữa
nên không nhìn rõ và cũng không dám nhìn. Đầu đội một cái khăn xếp quấn có cắm ba cây nhang cháy và một tay cầm cái chuông kêu leng keng. Trên bàn lễ thì có sấp bùa vàng kích thước khoảng 25x5cm, được vẽ bằng mực hay gì đó màu đỏ bầm. Lúc cúng và làm phép thì nói toàn tiếng Miên hay tiếng gì đó, nghe không hiểu. Không tự xưng mà ông này có tiếng trong vùng. Cách đây tầm 3-4 năm gì đấy, phần lớn người dân nơi ông sống đã đồng loạt chuyển giờ cúng giao thừa từ 12 giờ đêm sang 3 giờ sáng để tránh sao hạn của năm đó. Người ta tin vì những chuyện ông làm là linh nghiệm thật nên người ta mới kính trọng và tin tưởng. Lúc trước khi làm đường giải tỏa ở khu vực Hòa Liên, Đà Nẵng, có đi ngang qua một cái miếu nhỏ hay đình gì đó có từ rất lâu. Bên miếu có một cây đa to. Người dân vùng này thì kiêng kỵ, không ai dám động vào. Còn người thi công thì ngang nhiên vô đập miếu. Cái miếu cũ kỹ là thế, nhưng khi đập vào thì tường rất rắn, khó vỡ. Khi mấy ông thi công đang còn bàn tán để quyết hạ cho bằng được cái miếu, thì từ trên cao tảng xi măng của phần mái nhô ra, rơi ngay vào đám công nhân, làm gãy cổ mấy ông phải đưa đi cấp cứu. Vẫn chưa tin chuyện ma quỷ, mấy ông bên thi công bảo cho máy cưa, cưa cây đa trước rồi hạ cái miếu sau. Bà bốn lưỡi cưa máy, khi được đưa vào gần cây thì không cây nào hoạt động được. Mặc dù đem đi cưa thử ở những vật xung quanh thì vẫn bình thường. Một ông trong đám có cầm cái rìu lại, phập vào gốc đa, thì lưỡi rìu bay ra khỏi cáng, xén vào chân ông, máu chảy xối xả, cái chân gần như đứt lìa. Ông này lúc này mắt trợn ngược, ú ớ không ra tiếng, mọi người mang đi cấp cứu. Sau này khi tỉnh dậy, ông ta bảo khi cầm rìu đến gốc cây, lúc định đưa rìu lên thì thấy người nhẹ bẫng, rồi thấy mấy cái bóng trắng xuất hiện tì sát vào mặt ông với cái nhìn quái dị. Lúc đó không hề biết đau, mặc dù chân gần như đứt lìa. Biết được không thể hạ cây cổ vật xưa dễ dàng nên họ xuống mời ông Hát này lên. Ông Hát này lên bảo chuẩn bị bát hương để thỉnh các vong nương nấu ở đây vào chùa. Họ cũng như con người chúng ta vậy, lấy chỗ họ sống bao lâu nay để làm đường thì phải có chỗ ở mới cho họ. Ông cúng xin được chặt cây và trấn yểm, rồi tự tay chặt nhát đầu tiên, sau đó người ta đốn hạ cây và phá miếu dễ dàng. Ở đây tại sao lại là ông cúng xin được chặt cây và trấn yểm? Như các thím biết, các vong ở đây cũng như con người chúng ta. Có vong hiền, vong dữ, có vong xin người ta cho, nhưng có vong nó nhất quyết không chịu đi. Cũng như giải tỏa đền bù, có nhiều người nhà nước ta phải cưỡng chế vậy. Nếu người cúng là các bà lên đồng hoặc các thầy dùng ngải để coi bói thì người ta chỉ xin được chứ không trấn yểm được. Riêng những thầy phù thủy, họ phải được học hành đàng hoàng từ sách và một số cái khác. Không tiện nói, họ có khả năng tạo ra một binh. Một binh ở đây là một người âm, để phục dịch họ, và đương nhiên họ có cách giới hạn binh đó trong một khuôn khổ nào đó. Cho nên trấn yểm là cái khác giữa thầy phù thủy và các bà đồng là như thế. Mặc dù đây là nghề cha truyền con nối, nhưng các con ông Hát này không một ai theo nghề. Theo như ông nói chuyện với ba em thì mấy con ông Hát này rất sợ. Làm nghề này có thể nhìn xuyên thế giới bên kia, thấy được nó đang tồn tại song song với mình. Nên những người yếu bóng vía và không có tư chất bẩm sinh không thể theo nghề. Các con ông ban đầu đều theo ông trong các buổi cúng lễ trấn yểm cho người ta. Nhưng khi tận mắt thấy những điều diễn ra trong một buổi trấn yểm như thế thì tất cả đều bỏ chạy vì quá sợ. Nói về ông Hát thì có lẽ nên dừng ở đây, vì ông là người không thuộc dòng họ em và cách nghề đặc biệt của ông nên em không dám nói nhiều, chỉ nói những điều cần thiết. Quay lại vấn đề cưới dâu thì phải nói đến con dâu cả của nhà bác ba em. Em gọi bà này là chị Giờ. Chị Giờ này nhan sắc cũng thuộc loại khá. Nhưng trước đây khi lấy con bác em gọi là anh T1, thì có thể non hẹn biển hay yêu đương gì đó với một người khác.
hai người này đi chơi thì anh này bị tai nạn và chết ở đèo Hải Vân. Chị này thì bị thương, may mắn sống sót. Một thời gian sau thì quen và cưới anh T1, còn bác ba em. Đám cưới diễn ra bình thường, cho đến khi hai người về chung sống thì có chuyện lạ lùng diễn ra. Anh T1 ngủ bên vợ thì mơ thấy có một thanh niên đến túm áo lôi đi, chửi rủa om sòm. Anh T1 này bình thường cũng hay đi đua xe với cả đánh nhau nên thấy chuyện cũng bình thường. Tiếp những đêm sau đó, anh mơ thấy thanh niên đêm trước đến kéo chị giờ này đi và bảo chị này là của anh ta. Rồi có đêm thấy mình đứng một mình, rồi xuất hiện cảnh vợ mình nằm ngủ với thanh niên lạ mặt đó. Anh T1 này càng lúc càng hoang mang, không hiểu chuyện gì. Một đêm nọ, anh thức dậy nửa đêm, định xuống nhà đi vệ sinh, thì thấy dưới chân giường mình một cái bóng trắng, đứng nhìn chăm chăm. Chị Dê vợ anh ngay bên cạnh. Nhìn kỹ vài giây anh nhận ra, đây chính là anh thanh niên xuất hiện trong giấc mơ của mình. Hoảng quá, anh vớ lấy cái đèn ngủ, ném vào cái thứ quái dị đó. Tiếng động làm cho chị giờ này tỉnh dậy. Nhưng anh yên lặng đến sáng hôm sau mới gọi ông ngoại, tức là thầy Hát. Ba mẹ và vợ lên để kể chuyện mình gặp trong suốt thời gian qua. Lúc này cả nhà mới được biết nguồn gốc thanh niên này thông qua lời kể của chị giờ. Ông Hát thấy cháu mình thế thì biết ngay cần phải làm gì. Ông lo viết bùa làm lễ cúng tế cho cháu. Nhưng thanh niên này không dễ dàng thương lượng đến thế. Nó nhất định không chịu nhận hình nhân thay cho chị giờ. Ông Hát không còn cách nào khác là phải dùng cách trấn yểm nó. Bởi vậy có đôi lúc ông Hát này hay bảo với ba em làm cái nghề thầy phù thủy này như mang trong mình họa lớn các thím ạ. Lúc mình còn khỏe, còn minh mẫn làm phép, làm bùa trấn yểm thì vong nó sợ mình. Nhưng những vong mình đã yểm sẽ nhớ mặt mình, đến khi mình già yếu nó sẽ tìm đến vật lại để mà trả thù. Tiếp đến là vợ của anh T2. Vợ anh này thì bình thường như con của anh này thì đặc biệt. Thằng bé này tên Khờ, sinh ngày rằm các thím ạ. Không biết các thím có thấy trùng khớp với thực tế không, chứ con sinh ngày rằm thì con gái thì đẹp như hoa, lúc mới sinh đã thấy sắc đẹp như thiếu nữ rồi. Con trai thì thông minh và mặt có tố chất, nhìn rất sáng sủa, nhưng đa số người sinh ngày rằm rất khó nuôi, bệnh thường xuyên, quấy khóc và rất yểu mạnh. Nếu nuôi được thì những người này có tài trí và tố chất hơn người. Thường con sinh ngày rằm, một là đem bán cho các thầy phép cho nó đeo bùa hoặc mặc áo hổ của các thầy để có thể tránh tà dễ nuôi. Hai là đem vào chùa cho nó nhờ khí pháp của Phật mà bớt đi khí âm trong người. Thằng Khờ này lúc sinh ra cho đến lúc biết nói thì cũng có phần khác so với trẻ con bình thường. Mặt nó nghiêm nghị, ít chơi với trẻ con, ít nói, ít cười. Nhưng không phải tự kỷ đâu, vẫn sinh hoạt bình thường. Đặc biệt, nó không bao giờ ăn đồ đã cúng binh và cúng hương linh. Tức là đồ cúng là mâm cơm cúng ngoài sân đó. Cúng hương linh là cúng ở bàn thờ. Đồ mới dọn ra chưa lên hương đèn thì nó đòi ăn nằng nặc. Còn cúng xong thì có ép kiểu gì nó cũng không ăn, chỉ ăn bánh chưng cúng ở mâm thần. Lúc dẫn nó đi thăm chùa ở Huế, vào chùa có thờ vị vua và các quan tướng trầu. Mẹ chỉ vào tượng ông quan trầu hỏi, lớn lên con có học giỏi như quan này không? Giỏi hơn cơ, nó trả lời. Thế ông này, chỉ vào ông tể tướng, ông này cũng giỏi thua con. Thế ông này, chỉ tay vào ông vua đang ngồi trên điện. Không, ông này thì con không bằng. Mọi người nghe vậy, lặng lại một lúc. Bình thường thằng nhóc này ít nói, nhưng hôm nay hỏi câu nào, trả lời câu nấy mà lại rất lạ thường. Cho đến khi nhà nội em có dỗ ông nội, dỗ năm thứ ba. Chuyện của thằng Khờ này diễn ra sau đám dỗ đầu của ông nội. Lúc này họ nhà em biết được thằng P, con cô 10 em biết mình có khả năng cho vong nhập xác, nên sau khi cúng xong thì có cầu về để nói chuyện ạ. Sẽ có riêng vài cháp chi tiết về chuyện ông bà tổ tiên họ nhà em nhập xác này. Còn cháp này chỉ xin nói chuyện về thằng Khờ. Lúc chú 8 của em về nhập, ông chú ngủ cùng ba em trong cháp 1 đó.
Ông này bảo thằng khờ này đã được ông chọn để nuôi dạy, sau này nó sẽ làm quan. Quan ở đây không hiểu là quan sau khi nó về với cõi bên kia hay là sau khi nó lớn lên, nên mọi hành động kỳ dị của nó đều không đáng lo. Còn vì sao ông chú Tám này có khả năng chọn người để cho dạy làm quan thì chi tiết sẽ được kể trong chương Ông Trạng Họ Nguyễn được post ở sau này nhé. Mà còn chuyện này nữa, cách đây không lâu trong đám tang của bà nội em, đến giờ thành phục, thằng khờ này nhất định không chịu đội tang bà cố lên đầu. Nó hét lên, con không đội, con không cần, nhìn rất hung dữ. Vợ chồng anh T2 biết được sự không bình thường của nó nên cũng không ép. Và ngay cả thằng con cô 10 em, thằng P ấy, thằng này cũng không ăn đồ cúng binh, cũng chỉ mặc áo tang mà không đội khăn trắng. Khăn tang của nó được đặt lên bàn thờ bà nội em. Chương 4. Theo chồng về nơi đất hoang, cô 6. Chuyện này xảy ra vào năm 1999. Cô 6 em lấy chồng và theo ông này lên vùng núi Hoang Sơ sinh sống. Bây giờ là khu vực suối Hoa, Hòa Vang, Đà Nẵng. Nhà có một anh con trai, gọi là Phờ nhé. Và 4 cô con gái. Có cô con gái đầu lấy chồng và anh này ở rể tại nhà cô 6 luôn. Vào thời gian ấy, vùng này chưa có du lịch hay người ở gì đâu ạ, hoang sơ và lạnh lẽo vô cùng. Nhà cô em lại sát chân núi, từ dưới này lên nhà cô phải đi qua một con đập nước chảy xiết và rất nguy hiểm. Nhà cô em là ngôi nhà gạch đỏ, trước có khoảng sân láng xi măng khá rộng. Em có được lên đây chơi một lần. Bên góc vườn là cái giếng, sau nhà là vườn trồng cây lấy gỗ, cây bạc hà hay keo lá tràm thì em quên rồi. Chỉ nhớ lên đó chơi, đi vào vườn rộng cực, cây lá chẳng chịt, chạy xa xém phát lạc luôn, nên khóc lên rồi ba em đi kiếm. Nghĩ lại giờ mới thấy sợ. Hồi đó mà nó dắt đi thì không biết giờ còn ngồi kể chuyện cho các thím nghe được không nữa. Ở đây hoang sơ vậy nên cảnh vật ban đêm theo lời cô em kể là tối tầm 7 giờ thì đóng cửa vào hết trong nhà, hạn chế ra ngoài vì rừng núi, mà không ma thì cũng quỷ luôn rình rập làm những chuyện quái dị. Chị con cô 6 này lấy chồng về sống đấy chưa được nửa năm thì có chuyện xảy ra. Anh này thường xuyên nghe ai đó gọi tên mình vào ban đêm, đi qua chỗ đập nước để về nhà. Anh hay bị ngã rất vô cớ, lần nào cũng bầm dập nhưng may mắn không chết. Rồi đến một chiều chạng vạng nọ, trên đường đi làm về, đi qua cái đập nước đó, tự nhiên thấy xe nặng y như có ai níu lại hay chở một vật gì đó rất nặng rồi tắt hẳn máy luôn. Em nhớ không nhầm thì ba em nói đó là đi Super Cup. Anh dừng xe lại, đạp cho nó vài phát rồi nhảy lên đạp cho nó nổ rồi phóng về nhà. Về đến nhà là tầm 6 giờ tối. Do sáng ngày phải đi làm sớm nên anh Phờ bảo rọi đèn pin vào cho anh Phờ xem hỏng thế nào rồi sửa cho mai còn đi làm. Anh con rể này lúc đầu cũng bình thường cầm đèn soi, lát sau tự nhiên cứ lấy đèn pin rọi lên mái nhà rồi rọi ra vườn một cách vô thức. Anh Phờ thấy thế quát lên, ê cái thằng nớ, coi đàng hoàng tao sửa coi, mày soi cái chi trên mái nhà mà soi khăn dứa. Ngay thấy thế anh này giật mình soi lại vào xe, được một lúc rồi lại tiếp tục soi đèn ra chỗ khác một cách vô thức. Lúc này quá bực mình, rồi anh Phờ bảo một chị khác trong nhà ra cầm đèn soi, còn sai anh này đi mua cái gì đó về thay cho xe. Anh này cứ thế cắm đầu ra cổng đi mất hút. Anh đi mãi rất lâu không hề thấy về. Đến 8 giờ tối mọi người bắt đầu thấy hoang mang, đổ ra đi tìm nhưng tìm mãi không thấy. Mọi người xung quanh cũng đi tìm hộ nhưng tất cả vẫn không thấy đâu cả. Biết có chuyện chẳng lành nhưng đêm hôm thế này không thể liên lạc về cho ông nội em được nên đành chờ đến khi trời sáng. Đúng.